Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin chiều ngày mùng 4 tháng 11 hôm nay, chúng ta tạm thời rời xa những diễn biến đau đầu ở Ukraine cũng như những gì đang xảy ra trên giải Gaza để đến với một cuộc hội thảo vô cùng đặc biệt, nơi mà tổng thống Vladimir Putin đã ngồi đầy để trả lời tất cả các câu hỏi của những người dân, đặc biệt là các cư dân thuộc khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporozhia. Đây cũng là lần đầu tiên phòng công cộng chứng kiến cuộc hội thoại trực tiếp của bốn thực thể mới xác nhập vào Liên bang Nga. Và tôi nghĩ rằng cuộc đối thoại của những cư dân đồn bát với Tổng thống Putin rất đáng để chúng ta theo dõi. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta bắt đầu tới với nội dung chính của cuộc hội thảo. Xin chào Vladimir Putin, tôi là Yuri Ena, thuộc phòng công cộng Mikheva. Trong hội trưởng là các thành viên đại diện cho các phòng công cộng cấu thành nên thực thể của Liên bang Nga. Như ngài đã biết, phòng công cộng là một dự án hàng đầu của Nga Phương châm của nó là một diễn đàn dành cho những người thích hành động. Nếu có thể, tôi sẽ nói thêm một lời nữa. Chúng tôi cũng đang tạo ra những điều đáng tự hào trong các chương trình nghị sự quốc tế. Phòng công cộng đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình và chúng tôi đã làm được điều đó. Trong suốt 2 năm qua, chúng tôi đã giữ chức chủ tịch của một hiệp hội quốc tế tập hợp các hội đồng kinh tế, xã hội, các tổ chức tương tự như phòng công cộng và công đoàn. Điều gì làm cho hiệp hội này trở nên độc đáo? Nó bao gồm hơn 70 quốc gia và không thuộc hệ thống của Liên Hợp Quốc. Cách đây 2 năm, chúng tôi đã được đề cử vào vị trí chủ tịch và chúng tôi đã đảm nhận chức năng này một cách đầy vinh dự. Nhưng khoảng một năm về trước, theo sáng kiến của một số đối tác châu Âu của chúng tôi, câu hỏi đã được đặt ra nếu không thể loại trừ hoàn toàn những người Nga ra khỏi hiệp hội này thì ít nhất cũng nên đóng băng tư cách thành viên của họ. Đây chính là suy nghĩ của người châu Âu. Chúng tôi tự hào rằng tôi và các đồng nghiệp đã có thể trong một cuộc gặp gỡ, một buổi họp đã cố gắng thuyết phục các đối tác của mình không làm những điều ngu ngốc như vậy vì bất kỳ một lý do nào việc duy trì một cuộc đối thoại đơn giản giữa con người với nhau là điều vô cùng quan trọng kết quả là chúng tôi đã thuyết phục được họ để có thể tiếp tục hoàn thành công việc này gần đây chức chủ tịch của nga trong hiệp hội đã được chuyển sang một quốc gia khác tại sao tôi lại nói về điều này bởi vì hoàn toàn bất ngờ, trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ, chúng tôi đã nghe được các đối thủ châu Âu cũ của chúng tôi xin lỗi về sự khắc nghiệt quá mức của mình khi đã đối xử với những người Nga như vậy, cũng như lòng biết ơn sâu sắc đối với công việc quan trọng mà những người Nga đã làm trong suốt 2 năm qua. Vì vậy, nếu ngài cho phép, hãy nói cho chúng tôi biết về tương lai của Liên bang Nga trong các chương trình nghị sự quốc tế. Cảm ơn về câu hỏi của bạn. Hãy nói về chương trình nghị sự nội bộ. Mọi thứ liên quan đến hoạt động quốc tế của chúng ta đều vô cùng quan trọng. Bạn vừa nói rằng có một số người muốn trục xuất chúng ta ra khỏi một tổ chức khác, nhưng sau đó họ lại không trục xuất chúng ta nữa. Bạn biết đấy, khi mà chúng ta càng mạnh về kinh tế, quân sự và chính trị nội bộ thì bất kỳ một ai, từ bất kỳ đâu, sẽ càng ít có khả năng loại trừ được chúng ta. Họ có thể làm gì được chúng ta? từ bỏ một thứ gì đó hay là từ bỏ nguồn năng lượng của Liên bang Nga. Vậy thì sao? Kết quả sẽ là gì? Năm nay, tốc độ tăng trưởng GDP của Liên bang Nga sẽ là 2,8 tới 2,9%, thậm chí là 3%, trong khi các nền kinh tế hàng đầu của châu Âu, tốc độ tăng trưởng sẽ là âm, nhỏ nhưng là âm. Họ đang đau khổ bởi những vấn đề này đang thực sự nảy sinh. Chúng ta cũng có những vấn đề không hài lòng của riêng mình, nhưng đơn giản là chúng ta nêu rõ sự thật. Về mặt quân sự cũng vậy, họ cố gắng đánh bại nga trên chiến trường đây là những gì họ đã cùng hát với nhau trước đây nhưng bây giờ thì họ lại nói hoàn toàn khác điều này không có nghĩa là chúng ta nên cư xử hung hăng hơn nó có nghĩa là chúng ta phải có chủ quyền và độc lập theo mọi nghĩa của từ này nên có chúng ta cần phải có một nền kinh tế và sản xuất thực tế vốn cần phải được kết nối với nền kinh tế thế giới chắc chắn không thể theo một cách nào khác trong thế giới hiện đại này được nhưng nền kinh tế của chúng ta phải tự cung cấp được những thành phần chủ chốt, một thành phần cho phép đất nước không những tồn tại mà còn có thể tiến lên phía trước bất kỳ lúc nào. Đó là khi chúng ta trở thành một quốc gia nơi mà Liên bang Nga đã có 43% cơ cấu tăng trưởng kinh tế, đây chính là sản xuất chế biến. Khi chúng ta ngừng làm như vậy thì Nga giống như phương Tây đã từng nói và chỉ tay vào mặt chúng ta rằng chúng ta chỉ là một chạm xăng chứ không phải là một nền kinh tế tất cả những điều này cần phải thay đổi và đang thay đổi chúng ta cần phải trở nên tự cung tự cấp chỉ có như vậy những người muốn loại chúng ta ra khỏi một số tổ chức sẽ ngày càng ít đi và cũng sẽ có nhiều người muốn xin lỗi hơn và mời chúng ta cùng nhau hợp tác trong các lĩnh vực và hoạt động khác nhau chính vì tất cả những lý do này chúng ta cần phải tập trung hơn nữa vào các chương trình nghị sự trong nước giải quyết các vấn đề mà chúng ta đang gặp phải tiến lên phát triển củng cố nhân khẩu học và tất nhiên là củng cố bản thân cả về mặt chính trị. đây cũng chính là lý do mà chúng ta ngồi với nhau tại phòng công cộng hôm nay. xin chào vladimir putin, tôi là rogov, tôi đến từ khu vực japorussia. đầu tiên tôi xin cảm ơn bạn vì một quyết định lịch sử mà bạn đã đưa ra giúp chúng tôi có cơ hội để trở về nhà. đối với chúng tôi, những cư dân của novorossia lịch sử, những cảm xúc đang dâng trào, thậm chí thật khó để có thể truyền tải hết. Bởi vì chúng tôi đã chờ đợi điều này từ rất lâu Chúng tôi đã chiến đấu Chúng tôi muốn trở về nhà Bởi vì suốt 30 năm Quân Ly Khải đã xé nát chúng tôi ra khỏi Liên bang Nga Rộng lớn Mà không hề hỏi rằng Chúng tôi muốn sống ở nước ngoài cùng gia đình bạn bè Hay muốn sống ở quê hương Nga Yêu dấu và rộng lớn của chúng tôi Bạn biết đó khi những người đồng hương của tôi phát hiện ra sự thật là bản thân tôi đến từ thành phố Japorogia, nơi mà hiện nay đang bị một băng nhóm nghiện ma túy và đưa quốc xã chiếm đóng tạm thời ở đó họ muốn truyền tài mọi thứ bằng một cụm từ trên thực tế nó đang bị cấm bởi chế độ hiện tại người dân ở đây nói với nhau rằng từ pesky tới osipot chúng tôi đang đợi quân nga tới giải phóng rõ ràng không phải ai cũng tích cực hành động thay vì lời nói tuy nhiên trên vùng giải phóng của japorosia đồng bào tôi đang ngay lập tức tích cực tham gia vào công việc hỗ trợ quân đội hỗ trợ lẫn nhau hành động theo chủ trường với một công thức nga giúp đỡ người nga và mọi thứ vì tiền tuyến mọi thứ vì chiến thắng Phòng cộng đồng khoa học của chúng tôi đã tham gia tích cực vào quá trình phát triển các hệ thống tác chiến điện tử và đang trực tiếp điều khiển một số máy bay không người lái kamikaze và nhiều thứ khác. Trong khi đó, những người phụ nữ bình thường thì may những bộ quần áo ngụy trang, khâu lưới nhằm nhanh chóng đưa chiến thắng đến gần hơn, nhanh chóng giải phóng quê hương của chúng ta. Bạn biết đó, Khu vực này bắt đầu biến đổi một cách vô cùng nhanh chóng từ khi chúng tôi được trở về nhà. Nó ngay lập tức được thể hiện rõ những con đường trở nên giống như những gì mà chúng tôi đã từng được nhìn thấy ở Nga hiện nay. Rất nhiều người trở về Zaporozhia đã phải thốt lên rằng đây có thực sự là vùng Zaporozhia không? Không còn có những ổ gà hay bất cứ một thứ gì khác. Bạn có thể đi nhanh hơn và mọi thứ cũng tốt hơn. Người dân ở đây đã hiểu nước Nga là gì và nước Nga đã mang lại những cơ hội gì chúng tôi đang được làm việc với những người đồng hương của chúng tôi tôi cũng thực sự cảm ơn bạn đã khai trương trung tâm nước nga lịch sử của tôi điều này thực sự quan trọng bạn đã nói nhiều về lịch sử đối với chúng tôi lịch sử là một môn khoa học khó đạt được bởi vì chúng tôi đã được kể từ rất lâu về người ukraina cổ đại về việc khai quật biển đen và những thứ khác tất cả những điều vô nghĩa mà họ đã cố gắng tẩy não chúng tôi trong nhiều năm qua một điều nữa tôi cũng muốn cảm ơn bạn vì điều này bạn đã quen thuộc với tác phẩm của nikolai danilevsky nhà khoa học vĩ đại người nga của chúng ta bạn đã rất nhiều lần trích dẫn lời phát biểu của ông ấy người đàn ông này trong cuốn sách Nga và Châu cách đây 150 năm đã mô tả những sự kiện diễn ra ở đất nước chúng ta. Hãy nhìn xem, trong 30 năm trên vùng đất phía nam nước Nga, họ đã đè bẹp chúng tôi, bóp nghẹt chúng tôi, cấm ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng tôi là tiếng Nga, cố gắng giải thích cho chúng tôi rằng chúng tôi không phải là người Nga, nghĩa là theo Dani Lesky, chúng tôi đã bị biến thành một tài liệu dân tộc học. Mà từ đó, bạn có thể nhào nặn bất cứ thứ gì mà bạn muốn và nói rằng thế là xong. Bạn không phải là người Nga tôi muốn đưa ra một lời đề nghị chúng tôi có ý tưởng một nhóm lớn gồm các cộng sự và những người lo lắng cho tương lai của tổ quốc vĩ đại của chúng ta là thành lập một trung tâm mang cái tên danilevsky trên cơ sở của trung tâm nước nga và lịch sử của tôi bởi vì chúng tôi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm cụ thể là kinh nghiệm ứng dụng để trả lại hoạt động não bộ cho con người khi bị họ nghiền nát biến thành tài liệu dân tộc học cảm ơn bạn rất nhiều bạn biết, tôi muốn bắt đầu từ đầu khi đáp lại những đề xuất và bài phát biểu của bạn. Thứ nhất, tất cả chúng ta đều biết rõ, đây là những sự thật của lịch sử rằng tất cả, như bạn đã nói, các vùng đất phía nam nước nga đã được chuyển giao trong quá trình hình thành Ukraine thuộc Liên Xô trong quá trình thành lập Liên Xô. Không có Ukraine như một phần của đế chế. Có các khu vực và thế kỷ 16, Ukraine đã xuất hiện bao gồm ba khu vực: Kiev và khu vực Kiev, Zhytomyr, Chernigov. Chỉ vậy thôi, nó đến từ khối thịnh vượng Trung Ba Lan, Lít Và, từ Ba Lan, một cách tự nguyện. Chúng tôi có một lá thư trong kho lưu trữ của mình. Tôi đã nói về điều này rồi. Một lá thư, chúng tôi, những người chính thông giao Nga, kêu gọi Moscow, Sa Hoàng, cố gắng bảo vệ quyền lợi của mình. Họ cũng nói điều tương tự với Vác Sa Và. Chúng tôi, những người chính thông giao Nga, yêu cầu bảo tồn cái này, cái kia. Thế rồi, chuyện gì đã xảy ra? Họ bắt đầu thành lập Liên Xô và hình thành một Ukraine rộng lớn. Và trước hết, ở mức độ lớn, phải trả giá bằng các vùng đất phía nam nước Nga, toàn bộ khu vực Biển Đen, vân vân. Mặc dù tất cả các thành phố này, như các bạn đã biết, đều được thành lập bởi Catherine II, sau đó là một loạt các cuộc chiến tranh với đế chế Ottoman. Vâng, điều đó đã xảy ra nước nga hiện đại đã chấp nhận điều này sau khi liên xô sụp đổ nhưng khi họ bắt đầu tiêu diệt mọi thứ tiếng nga có ở đó tất nhiên đây là những điều bị cấm và cuối cùng họ tuyên bố rằng người nga không phải là dân tộc bản địa trên những vùng đất này đây hoàn toàn là sự hỗn loạn bạn biết không đồng thời họ cũng bắt đầu tiêu diệt người nga ở đôn bát trước sự tán thưởng của phương tây hóa ra sau khi ký cái được gọi là thỏa thuận hòa bình min với chúng tôi họ sẽ không thực hiện chúng nhưng sau này hóa ra nó còn hơn thế nhiều họ hoàn toàn từ chối thực hiện mọi nghĩa vụ một cách công khai hơn nữa họ bắt đầu lôi toàn bộ phần lãnh thổ này vào nato một cách trắng trợn không để ý đến bất kỳ sự phản kháng nào của chúng tôi không để ý đến lập trường của liên bang nga như thể chúng ta hoàn toàn không hề tồn tại đây chính là điều nằm ở trung tâm cuộc xung đột đang diễn ra ngày này đây chính là nguyên nhân gây ra cuộc xung đột này tất nhiên nếu chúng tôi phát triển quan hệ với cả ukraine nghèm Tôi vẫn sẽ nói, đây là tình hình đệ, nghĩa là thành phần sắc tộc của chúng tôi là huynh đệ. Theo nghĩa đen của từ này, thông thường, theo cách hiện đại, thân thiện, chẳng hạn như những gì xảy ra với cả Crum. Chuyện gì đã xảy ra nếu mọi thứ ở đó đều ổn, nếu người dân Nga, ngôn ngữ và văn hóa Nga được đối xử bình thường thì đã không có những cuộc đảo chính này. Liệu có ai ở Nga hành động ở Crum giống như chúng tôi đã hành động hay không? Tất nhiên là không mọi người phải được bảo vệ khỏi bọn đức quốc xã cặn bã này chúng ta nên làm gì họ chỉ đơn giản đưa ra cho chúng tôi một sự lựa chọn trong đó chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc đứng lên bảo vệ những người dân sống ở Crimea. điều tương tự sau đó cũng xảy ra với cả đồn bát và novorossia tất nhiên chúng ta cần phải làm mọi thứ để đảm bảo rằng việc xâm nhập vào các lãnh thổ này diễn ra suôn sẻ và tự nhiên mọi người cảm nhận được kết quả nhanh nhất có thể bạn biết đấy chúng ta và nga có rất nhiều vấn đề chúng tôi ở nga và trên toàn thể thế giới đều đang cùng nhau chống tham nhũng nhưng cách ukraine sống trong khuôn khổ tham nhũng của ukraine thì không có gì giống như trên thế giới tôi đảm bảo với bạn về điều này không có gì trên thế giới giống như ở ukraine bạn có thể tin tôi tôi đã liên hệ chặt chẽ với các cựu lãnh đạo ở ukraine họ mua bán mọi thứ nào là những cuộc bỏ phiếu ở tòa án tối cao hay những cuộc bỏ phiếu ở tòa án hiến pháp đây chính là sự đấu thầu, hơn nữa, khi họ bắt đầu thảo luận về một cái gì đó, mọi quyết định được đưa ra đều sẽ tốn rất nhiều tiền. Các quan chức hàng đầu ở đó đã nói với tôi về điều này, hàm của họ có thể rớt xuống nếu không có tiền. Tôi đã nói, cái gì? Câu chuyện xảy ra như thế này à? Vâng, đúng, họ đã thừa nhận tất cả những câu chuyện đó. Bây giờ, chúng ta đều thấy mọi người nói rằng, vũ khí của Ukraine đang xuất hiện nhiều hơn ở Trung Đông, tất nhiên là thế, bởi vì họ bán mọi thứ, họ bán nó cho Taliban và từ đó nó có thể đi bất cứ nơi nào mà nó muốn mọi thứ đều đã được mua bán không phải ngẫu nhiên mà tôi nói những điều này bởi vì những người dân ở Novorossia và Donbass đều đã từng sống trong điều kiện như vậy nên mọi thứ có thể đều thấm đẫm những điều này chúng ta cần bình tĩnh thực hiện các tiêu chuẩn của mình với sự tôn trọng đối với xã hội đối với những người sống ở đó tất nhiên tôi nhắc lại bản thân chúng tôi đã có đủ những vấn đề kiểu này nhưng ở một mức độ hoàn toàn khác nhau ở Ukraine Tham nhũng là thực sự được hợp pháp hóa. Tại sao người Mỹ cố gắng chống lại nạn tham nhũng này nhưng không có kết quả gì? Tôi không nghĩ nó sẽ hoạt động. Bây giờ họ đang lên kế hoạch thay đổi giấy tinh hòa cả về kinh tế và chính trị. Mọi thứ cũng sẽ giống nhau mà thôi. Nhưng những điều này không nên như vậy đối với cả chúng ta. Đúng là chúng ta cũng có những vấn đề. Nhưng chúng ta phải cùng nhau khắc phục và áp dụng chúng dần dần, bao gồm cả các tiêu chuẩn pháp lý của Nga, giống như chúng ta dần dần làm ở Crimea. Ngoài ra, việc chuyển sang khuôn khổ pháp lý của Nga cũng không phải là điều dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ dần dần làm điều này, thực tế là chúng tôi đã và đang làm nó. Bạn nói rằng, bề ngoài có một số điều đang thay đổi ở Zaporizhia. Đúng, nó đang thay đổi. Chúng tôi có một chương trình phát triển các vùng lãnh thổ này với một số tiền đáng kể sẽ được phân bổ. Nhưng nó phải là một con đường hai chiều và mọi người cũng cần phải hiểu rõ, tất cả mọi người, kể cả những vùng lãnh thổ mới, rằng đó là điều tất nhiên và cần thiết. Họ có quyền mong đợi kết quả, nhưng chúng ta phải cùng nhau hợp tác để đất nước phát triển đúng hướng với tốc độ mà chúng tôi mong đợi, tức là cần có sự phối hợp và làm việc hiệu quả của tất cả các bên. Vâng, tôi đã gửi cho các bạn phần 1 cuộc hội thảo của Tổng thống Vladimir Putin với những người dân khu vực Kherson, Zaporozhia, Luhansk và Donetsk như thường lệ nếu các bạn có bất kỳ một cảm nghĩ gì hãy bình luận ở phần bên dưới nha còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại trong phần tiếp theo của video